Mến chào cả nhà. Thì hôm nay Hương sẽ làm một cái video của Hương theo yêu cầu của những bạn ở trên Facebook là sau một ngày làm việc thì mình sẽ làm gì. Thì sau một ngày làm việc thì mình sẽ nghỉ ngơi nè. Bây giờ là mình đóng cửa lại và mình đi lấy hai cái chậu kiểng của mình vào. Tại vì mình phơi mới tách nó ra, mình vô chậu á. Mình phơi đi 10 hôm rồi, một ngày nay nữa rồi. Bây giờ mình sẽ đem nó đặt vào ở trong tiệm cho nó đẹp đẹp xinh xinh nha mà. Hai cái chậu lưỡi hổ con á, mình mới tách nó ra. Mình rất là yêu cây cảnh nhí. Rồi tiếp theo mình sẽ đi tưới cái chậu hoa, chậu cây cảnh của mình là chậu đinh hương và một cái cây phú quý. Và trong đó có cái cậu vàng của mình đó nghe, hả, mình đâu là cậu vàng đó đó. Tiếp theo thì mình sẽ đi nạp năng lượng cho cơ thể mình thôi. Ảnh ngơ ngác, ảnh không biết làm gì luôn. Gì đâu mà bà chủ cứ đi qua đi lại. Thì mình nạp năng lượng là mình sẽ ăn cơm. Cơm ở đây thì anh xã mình đã hầm đu đủ và xương. Bên cạnh thì có một chén nước mắm ớt nữa ha. Bây giờ thì mời cả nhà cùng ăn cơm với canh xương hầm đu đủ ha. Nó rất là ngon luôn cả nhà, mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Đói quá trời đói rồi, mình phải tranh thủ thôi. Tại vì mình làm từ hồi sáng tới bây giờ cũng đã xế chiều rồi. Đối với cái mẫu người tròn tròn như mình á, thì nói chung là mau đói bụng lắm các bạn. Bây giờ tiếp theo thì mình sẽ ăn la sét. Ăn la sét ở đây là mình sẽ ăn bưởi da xanh với lại muối tôm. Rất là ngon cả nhà ơi. Mình lấy lại những gì hồi sáng giờ mình nhịn. Hũ muối tôm này mới khui ra mà nó nghe nồng nặc mùi tôm rất là ngon. Để mình thử xem coi cái vị mặn nó đến cỡ nào. Mời cả nhà cùng ăn bữa với Hương nha. Ta nói nó nhức cái nách luôn các bạn ơi. Phải nói là rất là ngon luôn, sung sướng. Bưởi nó ngọt và chấm vô cái vị muối này nó thơm tôm nhưng mà nó không có mặn quá, nó rất là ngon, một sự kết hợp hài hòa. Tiếp theo thì mình sẽ đi cho cục vàng của mình ăn cơm. Rồi bây giờ đến chương trình buổi tối. Bây giờ cũng đã gần 7 giờ rồi, tôi và nhỏ em chồng đi mua đồ ăn vặt nữa chứ không có ăn cơm nữa. Bây giờ thì mua gỏi cuốn ha. Kế bên cái gỏi cuốn là có hột vịt lộn nữa. Và tiếp theo là chè. Cái bên đây là chè và nước ép, nước mía. Buổi tối thì ra đường rất là nhiều món ngon. Sau một hồi quần qua quần lại thì thôi bây giờ chúng tôi đi về. Và đã mua được làm bánh mì nè, chè bưởi nè, gỏi cuốn nè. Giờ thì mời các bạn cùng thưởng thức cái món ăn vặt buổi tối của tôi nha.
cái mẫu người tròn tròn của tôi á, thì nói chung là không có kén ăn cái món nào hết trơn á. Đây là bánh mì, đây là dè bưởi và gỏi cuốn, nhìn thấy hấp dẫn chưa? Mời cả nhà cùng ăn với tôi nha. Đây, ở bánh mì này trị giá là 15k, nhìn thấy thì cũng hấp dẫn nữa. Ở đây là gỏi cuốn gồm có tôm với thịt ở trong đó. Và cái này con tôm người ta lột ra hết trơn rồi, lột vỏ ha. Giờ mời mình sẽ ăn bánh mì trước ha. Mời cả nhà cùng ăn nha. Nó ngon không thể nào diễn tả luôn á cả nhà ơi. Giờ tiếp theo tôi sẽ ăn gỏi cuốn ha. Các bạn biết không, tôi đang thực hiện chế độ giảm cân nhưng mà không có giảm ăn. Trong cái tương này nè, nó có cái dưa chua nè, miếng ớt nè, miếng đậu phộng nè, rất là ngon luôn, mỹ vị của cuộc sống rồi. Tôi lấy lại những gì hồi sáng giờ tôi chưa có. Nhỏ em chồng tôi thì nó chưa có ăn. Bây giờ thì tiếp tục là sẽ thưởng thức cái chè bưởi nha. Thì bữa này tôi mua thì không có lấy nước đá, về nhà tôi mới đập đá tôi để vào, tại vì tôi sợ để đá về tới nhà nó sẽ lạc. Người ta ép cái màng mủ này nó hơi cứng nên tôi phải lấy con dao tôi chọt mới được. Giờ mời cả nhà cùng ăn chè ha. Cọng chè này thì người ta sắc cọng dài và nó được ủ màu xanh màu đỏ, không biết là màu rau củ hay là màu từ ống màng thực phẩm không biết nữa, nhưng mà ăn cũng rất là ok. Cái vị béo thì cũng không có béo dữ, nó rất là vừa ăn luôn. Mời cả nhà cùng thưởng thức nha, tận hưởng cái hương vị cuộc sống. Và đến đây thì cái video của mình cũng khá là dài rồi. Giờ thì xin tạm ngừng cái video lại. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Và không quên lời cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video cùng mình.